phần trăm á, có nghĩa là dưới không á, là số âm á, là rất là hiếm. Thông thường là âm 1 hay là bà con cũng đã kêu gào dữ lắm rồi. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy á, là IMF dự báo vào tháng 4 này là âm 3% luôn. Còn những nền kinh tế phát triển á, anh chị, thì âm 6,1% trong năm 2020. Và những nền kinh tế mới nổi thì ít hơn anh chị, là chỉ âm có trừ 1% thôi. Đó là số liệu hồi tháng 4. Nhưng chúng ta nhìn giùm tôi nè, đây là dự báo của OECD thế này hồi tháng 6, nghĩa là sau đó 2 tháng. Thì chúng ta nhìn thấy kinh tế thế giới họ dự báo thậm chí là toàn âm xuyên qua 5% luôn. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó có hai màu, là màu xanh với màu đỏ. Màu xanh đó là dịch mà corona nó chỉ ở một giai đoạn, còn màu đỏ nghĩa là nếu mà nó bồi thêm một nhát nữa thì kinh tế nó sẽ âm thêm một miếng nữa. Đây thì chúng ta nhìn thấy kinh tế thế giới toàn trong năm nay anh chị là âm hơn 5%, và nếu mà hai lần thì nó, nếu mà dịch xảy ra tới hai lần thì nó sẽ âm tới 7-8%. Đó, trong đó Trung Quốc là ít nhất nè quý vị. Nhưng mà mọi người nhìn thấy là châu Âu là bị hơi hãm nhất, là ngay trong trường hợp chỉ bị dịch có một lần thôi thì cái mức âm của họ cũng đã vượt 10% luôn rồi. Chứ đừng nói là bị lần hai thì cái âm của nó còn dễ sợ hơn nữa. Mỹ nền kinh tế lớn nhất thế giới thì cái mức độ âm của Mỹ cũng trên 5%, thậm chí là ở cái mức là 8-9% luôn nếu mà bị dịch giai đoạn 2. Đó, thì chúng ta nhìn thấy những cái dự báo này. IMF á, hồi tháng 6 cũng đã phải nói rằng là họ sẽ có thể là điều chỉnh cái dự báo, và nền kinh tế thế giới đang có cái đà trượt dốc nhanh hơn nhiều so với dự báo, bất chấp những cái gói kích thích kinh tế được đưa ra thường xuyên. Và chúng ta thấy á, là những cái gói kích thích kinh tế có lẽ làm được một điều duy nhất thôi, đó chính là làm cho thị trường chứng khoán tăng dù dù, nhưng nền kinh tế của thế giới vẫn đang có xu hướng giảm dù dù. Đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy á, là thị trường chứng khoán á, vẫn đang có cái mức độ tăng trưởng tốt trong 3 tháng là tháng 4, tháng 5 và tháng 6, chỉ mới yếu đi vào giai đoạn cuối tháng 6 này mà thôi. Trong bối cảnh là rất là nhiều những cái thông tin xấu khác, như là chúng ta nhìn thấy đây là HSBC dự định cắt giảm tới 35.000 nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc ngân hàng này. Doanh số bán lẻ của Canada đã giảm mạnh tới 26,4%. Chúng ta nên lưu ý nha, thông thường con số này giảm 1-2% cũng đã là ghê rồi. Ở đây nó giảm tới 26,4% mà trong vòng 2 tháng liên tiếp luôn. Không chỉ là những cái số liệu từ IMF hay là số liệu như chúng ta nhìn thấy đây là của OECD nha, là Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thì Liên Hợp Quốc cũng nói rằng là nền kinh tế cũng ảnh hưởng rất là lớn, vốn FDI vào các nền kinh tế phát triển châu Á sẽ giảm tới 30-45% trong năm 2020, thậm chí là giảm một nửa luôn nha quý vị. Đầu tư mới là từ tháng 1 cho đến tháng 3 đã sụt giảm 37% so với trung bình quý. Các thương vụ M&A trong tháng 4 hấp hơn 35% so với năm 2019, mặc dù phục hồi so với tháng 3. Và tính cho đến 6 tháng đầu năm 2019, các thương vụ M&A chưa có thương vụ nào mà đạt giá trị từ 1 tỷ đô trở lên, và đây là lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua mới có tình trạng giống như vậy nha. Ở đây không chỉ riêng những tổ chức mà ngân hàng trung ương như Mỹ. Đây, chúng ta nhìn tôi Mỹ họ dự báo nè, các anh chị nhìn giùm tôi cái chỗ GDP nha. Thì Fed có dự báo rằng GDP của Mỹ sẽ giảm 6,5% trong năm 2020, nhưng sẽ bắt đầu tăng lại là 5% trong năm 2021, 3,5% trong năm 2022 và 1,8% trong năm 2023. Tuy nhiên, quý vị nên lưu ý giùm tôi những cái mức giảm ở đây nè. Mặc dù họ đều dự báo năm 2021 trở đi sẽ tốt hơn, nhưng thực tế nha, chúng ta nhìn tụi OECD hoặc chúng ta quay lại tụi Fed á, chúng ta sẽ thấy rằng thực tế mọi thứ nó rất là xấu ở cái chỗ là như cái GDP này của Mỹ á, thì 3 năm sau cái mức tăng trưởng GDP của Mỹ thậm chí còn chưa lấy được cái mức giảm của năm 2020 nữa. Lý do, quý vị cứ hình dung là một cái cổ phiếu á, là có giá 10.000, thì bây giờ nếu mà nó giảm xuống 5.000, nghĩa là chúng ta lỗ 50%, đúng không? Tuy nhiên á, nếu mà muốn về vốn á, thì cái cổ phiếu đó phải tăng 100%, nghĩa là tăng gấp đôi, là từ 5.000 lên 10.000 thì chúng ta mới về vốn. Thì đây cũng tương tự luôn, GDP giảm 6,5%, nghĩa là nếu mà muốn quay trở về mức cũ, quay trở về mức ban đầu, thì cái mức tăng nó phải
gấp đôi cái con số này. Anh chị mức tăng đó phải nhiều hơn cái con số này. Bởi vậy nên 3 cái năm tiếp theo 2021, 22 và 23, cái mức tăng như chúng ta nhìn thấy ở đây nè, tổ kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới ở đây, dù mặc dù chỉ là ở mức dự báo, nhưng dự báo ở đây là cũng đã có một chút lạc quan ở trong này rồi, vẫn chưa thể nào lấy lại được cái mức đã mất đi trong năm 2020, chứ đừng nói là quay về mức trước đó là năm 2019 nha. Nên 3 năm tiếp theo của thế giới á, nhiều khả năng dù những cái gói kích thích kinh tế phát triển vân vân và vân vân, nhưng cũng đã hướng tới thế giới và theo hướng cái sự chuyển động và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, sự vận động của thương mại quốc tế, nó cũng đã đi theo một cái hướng khác rồi đó. Nên đó là điều mà tôi muốn cho quý vị nên lưu ý rằng thật sự là kinh tế đang rất là xấu, và cái xấu này nó đang ngày càng xấu đi. Hồi đầu năm á, mọi người dự báo á, là quý 1 là hết dịch, còn trường hợp tệ lắm là hết quý 2 là sẽ hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy á, đã coi như là hết tháng 6 rồi, nhưng dịch thậm chí nó còn bùng nổ hơn nữa. Cái số liệu mới nhất vào cái tuần hồi cuối tháng 6 này tụi chúng ta có nhìn thấy là có những cái ngày mà số lượng người bị nhiễm bệnh, và số lượng người bị nhiễm bệnh là còn cao nhất kể từ khi dịch bệnh xảy ra luôn. Nghĩa là cái việc mà hết tháng 6 này dịch bệnh được khống chế ở mức độ toàn thế giới là không có luôn, thậm chí là cái này nó có thể lan rộng ra hơn nữa. Nghĩa là gì? Kinh tế trong những năm tiếp theo nó cần phải có cái thời gian nhiều hơn để có thể phục hồi được. Ở đây tôi không muốn làm cho quý vị bị mất hứng và không muốn làm cho chúng ta cảm thấy là quá bi quan, nhưng chúng ta nên nhìn vào sự thật để mà chúng ta có những cái chiến lược kinh doanh đầu tư cho nó phù hợp nha. Đây, chúng ta cũng có thể thấy nè, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng mà bang Boston có lặp lại quan điểm của mình rằng tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ có thể ở mức 2 con số vào cuối năm 2020, và cho đến nay tại Hoa Kỳ những nỗ lực ngăn chặn virus vẫn chưa có thành công cụ thể nào. Việc nới lỏng cách ly túi trùng có thể dẫn đến nhu cầu ngừng hoạt động kéo dài, dẫn đến giảm tiêu dùng đầu tư và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Bản thân chủ tịch Fed, đây là chủ tịch tổ liên bang nha, cái tên là bang Boston thôi, nói với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện là một số chỉ báo của Mỹ kinh tế nha, cho thấy rằng có sự cải thiện nhưng vẫn còn chặng đường quá dài để kinh tế có thể phục hồi hoàn toàn. Thì đó chính là cái dự báo của Fed lúc nãy mà chúng ta nhìn thấy đó. Fed có thể phải điều chỉnh các gói kích thích để mà giúp cho kinh tế có thể phục hồi tốt hơn nữa. Tuy nhiên á, chúng ta lưu ý nè, Fed sẽ căn cứ vào từng cái việc mà kinh tế phục hồi trở nào để có thể điều chỉnh những cái gói kích thích. Ví dụ như là kinh tế tăng trưởng tốt thì họ sẽ điều chỉnh giảm lại, nhưng mà những nhà đầu tư thì vẫn muốn Fed sẽ duy trì dù kinh tế có được cải thiện hay không. Bởi vì như chúng ta cũng nhìn thấy là thị trường chứng khoán đang tăng mà, nên nếu mà trong trường hợp mà điều chỉnh những cái gói kích thích ở đây có nghĩa là không cần tiền bơm ra nữa, thì khi đó là thị trường chứng khoán có thể bị ảnh hưởng. Nhưng Fed thì họ không muốn như vậy, bởi vì bơm tiền chủ yếu để hút đẩy kinh tế chứ không phải là hút đẩy cho quý vị đi lấy tiền nó đi đầu cơ, không phải là để bay vô múc chứng khoán rồi múc bất động sản lên ầm ầm nhưng gốc cuộc kinh tế lại không được hưởng lợi, thì cái đó không phải là ý định của Fed. Đây, một cái số liệu nữa là cái này tính cho đến cái tuần cuối tháng 6 nha mọi người. Nếu mà các anh chị nghe cái clip này sau thời điểm đó thì lưu ý rằng cái số liệu này cuối tháng 6. Tới tuần thứ 13 liên tiếp thì là hiện nay là Mỹ đã có 13 tuần liên tiếp có cái số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp là hơn mức 1 triệu. Và cái con số tuần liên tiếp này nó cao hơn rất nhiều lần năm 1982, là cách đây 38 năm. Và có thể đẩy nước Mỹ rơi vào khả năng siêu phá sản. Nguyên nhân là do lo ngại trước khả năng kinh tế rơi vào suy thoái, nhiều doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc tuyển dụng nhân công, thậm chí còn có kế hoạch cắt giảm mạnh nhân công trong cái quá trình tái cơ cấu sau dịch. Thậm chí là chưa hết dịch là họ đã phải làm chuyện này rồi. Tình trạng này đã khiến một số lượng người lớn một số lượng lớn người dân Mỹ không có khả năng hoàn trả các khoản vay nợ. Bởi vì chúng ta cứ hình dung là bây giờ trong việc làm không có hoặc là bị ảnh hưởng thì
những cái chi tiêu xài của mình phải tiết kiệm lại, và thậm chí những cái khoản nợ cũ sẽ không có khả năng trả được nợ. Không cần phải Mỹ nữa, ở Việt Nam thôi, bạn bè tôi, anh chị, có một số anh chị có học viên của tôi cũng có nói rằng là đã phải bán nhà, thậm chí là bán xe, thậm chí là cho con từ trường quốc tế xuống học trường trong bình thường luôn để tiết kiệm cái chi phí. Bởi vì tôi nói rằng bây giờ tụi em mới phát hiện rằng là tụi em không giàu như mình tưởng. Nghĩa là gì? Những cái tài sản tụi em có từ trước đến nay chủ yếu là được tài trợ bởi nợ. Nhà, xe đều được tài trợ bởi nợ. Nên thông thường nếu mà không có chuyện gì xảy ra, thu nhập vẫn ổn, thì mọi người đều thấy mình dễ chịu và cũng cảm thấy mình cũng gọi là có tầng lớp cao trong xã hội, cũng cảm thấy mình là giàu. Nhưng mà vì cái vụ dịch này nên mọi người bắt đầu nhận ra được rằng mình không có giàu như mình nghĩ. Và cái xu hướng nghiện tiền giá rẻ, có nghĩa là vay tiền với những cái lãi suất thấp là trở nên là quá nguy hiểm. Bởi vì sau cái tình trạng này thì bây giờ dù lãi suất nó thấp hơn nữa thì họ cũng không có đủ tiền trả. Và theo cái YesStore, anh chị, một cái công cụ này của Mỹ được sử dụng để dự báo khả năng phá sản của doanh nghiệp, thì năm 2020 rất có thể là nhiều doanh nghiệp tại Mỹ sẽ đạt kỷ lục phá sản mới, gọi là siêu phá sản, và vượt luôn kỷ lục sau suy thoái năm 2008. Đây là một cái kỷ lục đáng buồn nha, không có gì là vui vẻ gì ở đây cả. Nhiều chuyên gia khác cũng dự báo là sự phục hồi hoạt động kinh tế trong những tháng tới sẽ không thể ngăn chặn được làn sóng này, bởi vì những doanh nghiệp đã quá bị tổn thương và khó có thể cứu được nữa. Nó giống như cái kiểu mà ung thư, khi nó đã di căn vô thì bây giờ chúng ta bắt đầu tìm được thuốc chữa, nhưng mọi thứ nó đã trở thành quá muộn rồi. Kiểu giống như lúc trong một trận bóng bị chúng ta bị ghi 4 trái rồi, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu vùng lên thì gỡ được 2 trái, nhưng cũng để làm cái gì đâu, anh chị, túi tuồn chúng ta vẫn bị khô tuột, ví dụ như thế. Đây, như Apple quyết định đóng cửa một số cửa hàng tại Mỹ cũng là dấu hiệu cho thấy các bang của Mỹ có thể phải trì hoãn việc nới lỏng một số hạn chế. Đây, Apple ở đây là tôi chỉ lấy một cái ví dụ thôi, nghĩa là nhiều những cái doanh nghiệp khác đang cũng có cái xu hướng là bóp lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để mà duy trì công ăn việc làm cho những người còn lại, và có thể gọi là tồn tại trong thời điểm dịch, chứ phát triển hay không còn chưa nói. Đây, ví dụ như đây là một số liệu của Anh bên châu Âu. Tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế Anh trong tháng 4 đã giảm hơn 20%, và đây là mức cao nhất lịch sử, bởi vì chỉ số này mới theo dõi từ năm 1997 là chưa bao giờ bị tệ như thế. Tại Ý thì mức độ tồi tệ có thể tệ hơn cả mức dự báo 8% được chính phủ dự báo. Ngân hàng Trung ương Ý đã dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Ý sẽ giảm tới 9,2%, và các dự án của Ủy ban châu Âu là giảm 9,5%. Đó, toàn tân số xám hồn không à. Nên chúng ta thấy ở đây tôi chỉ muốn cho chúng ta thấy được cái toàn cảnh của cái bức tranh. Nên cái việc kinh tế, cái việc phục hồi trở lại thì rất tốt, nhưng tốc độ nó sẽ chậm thôi nha. Cái việc phục hồi như tên lửa hoặc là phục hồi theo mô hình chữ V là hơi khó. Nhưng tại sao thị trường chứng khoán lại có thể tăng vù vù như vậy được? Thì đó là nhờ tiền. Tiền được bơm vô lia lịa vào thời điểm mấy tháng gần đây, nhưng tiền đó đã không được chảy vào kinh tế mà chảy vào những sản phẩm tài chính, những sản phẩm mang tính chất đầu cơ nhiều, chẳng hạn giống như chứng khoán anh chị, nên nó đã giúp cho thị trường tăng vọt. Nhưng chính vì cái tăng vọt đó, nó đã làm cho định giá thị trường chứng khoán trở nên quá cao. Theo như cái khảo sát của Bank of America thì là hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ đang mức gần như gọi là định giá cao nhất lịch sử, mặc dù là chỉ số index của Mỹ chưa hề lên đến mức cao nhất lịch sử nha, chưa quay lại mức cao nhất của lịch sử. Định giá là như thế nào? Tôi nói ví dụ theo cái chỉ số PE chẳng hạn. B là price là thị giá, còn E là EPS là
lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, thì chúng ta thấy thị trường tăng dù dù thì cái thị giá phải ngày càng tăng, nhưng mà EPS là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu mà doanh nghiệp làm ăn thất bại phá sản thì cái EPS này liên tục đi xuống trong khi giá liên tục đi lên, nghĩa là hai hàng này nó không đi trùng chiều nhau nữa mà đi ngược chiều nhau, nên điều đó nó sẽ làm cho định giá trở nên quá cao. Ngoài bán ọc America, nhiều tổ chức khác họ cũng có dự, họ cũng đưa ra cái số liệu là thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay đang là một trong hai thời điểm đó định giá cao nhất trong lịch sử. Đây là cái khảo sát của Bank of America nè. Hơn 78% các nhà đầu tư nghĩ rằng chứng khoán đang được định giá quá cao. Con số này cao nhất kể từ cuộc khảo sát các nhà quản lý quỹ của Bank of America từ năm 1998. Bank of America đã khảo sát 212 nhà quản lý quỹ với tổng tài sản khoảng 600 tỷ đô. Khảo sát này được đưa ra sau khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt từ mức thấp trong tháng 3, tăng 40%. Gần đây nhất mà các nhà quản lý quỹ nghĩ rằng thị trường được định giá quá cao đó là hồi 2 năm trước, ngay trước khi đợt giảm giá vào thời điểm cuối năm. Trong đợt khảo sát lần này, chỉ 18% các nhà đầu tư nói rằng hy vọng từ sự phục hồi sau cú sốc của đại dịch COVID-19 đi theo mô hình chữ V, có nghĩa là chỉ có 18% tin tưởng là đi theo mô hình chữ V. 64% nói rằng nó có hình chữ U hoặc chữ V đúp, giảm từ mức 75% trong cuộc khảo sát hồi tháng 5. Rủi ro lớn nhất mà các nhà đầu tư đang lo ngại đó là sự bùng phát thứ hai của đợt dịch COVID-19. 49% nhà đầu tư tham gia khảo sát nói rằng đó là mối quan tâm hàng đầu của họ. Tiếp theo là tỷ lệ thất nghiệp và cuối cùng là bầu cử tổng thống Mỹ. Bên cạnh đó, mức tiền mặt của nhà đầu tư đã giảm xuống 4,7% từ mức 5,7% trong tháng 5, mức giảm lớn nhất trong vòng 11 năm qua. Cái mức giảm này á, theo tôi hiểu á, nó là vậy nè, nghĩa là đây là cái số tiền mà được đầu tư vô các quỹ á, nó đang có xu hướng sụt giảm. Nhưng thị trường chứng khoán vẫn tăng, ngoài những cái gói kích thích ra thì chúng ta có thể coi đây, đó là những nhà đầu tư mà bữa giờ chúng ta đang xôn xao, đó là quỹ nhà đầu tư F0. Theo Bloomberg, một cái quỹ đầu tư ít tên tuổi chuyên đầu tư vào ngành hàng không đã nhận được những dòng vốn liên tục đổ vào cái quỹ này 64 ngày liên tiếp, một kỷ lục không bình thường. Điều phá kỷ lục toàn là mức độ tăng cực nhanh của dòng vốn đổ vào cái quỹ này lên tới gần 3.000%. Giám đốc điều hành của quỹ này không biết điều gì đang xảy ra và phải đi tìm hiểu xem ai đang bỏ tiền vô quỹ của mình. Sau khi nói chuyện với một số người vừa bỏ tiền vào quỹ thì ông phát hiện ra rằng nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ thiên niên kỷ đang bị nhốt ở nhà vì buồn chán và họ đã trở thành nhà đầu tư chứng khoán bất đắc dĩ. Những nhà đầu tư này thường ở nhà bận rộn đi bar, đi chơi, tiêu tiền, nay không làm được như thế thì họ bắt đầu mua đi bán lại để giết thời gian và còn tranh thủ kiếm tiền. Nhà đầu tư thiên niên kỷ đó, anh chị, là những nhà đầu tư F0 á. Robinhood cũng cho biết là số liệu các nhà đầu tư qua sàn này mua cổ phiếu của cái quỹ ở trên đã tăng tới 30.000 người chỉ trong một tuần. Theo giới phân tích, tốc độ tăng nhanh và mạnh của những cái cổ phiếu ngành hàng không toàn được thúc đẩy bởi nhiều lệnh bán khống và hợp đồng quyền chọn bán, bởi vì những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì là cho rằng thị trường đi xuống nên liên tục mở những cái đợt bán khống. Nhưng trước cái việc mà những nhà đầu tư F0 này bay vô hốt dữ quá đã làm cho những quỹ đầu tư này hoảng sợ và phải đóng lệnh lại và thậm chí còn phải mua ngược trở lên luôn đó. Nên điều này cho thấy những nhà đầu tư khi niên kỷ, những nhà đầu tư F0 là tụi nó hay dùng cái từ gọi là điếc không sợ súng, là nguy hiểm và khiến những nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng phải thua lỗ. Tuy nhiên quý vị nên lưu ý nha, đây chỉ là ngắn hạn thôi. Còn dài hạn, khi mà những nhà đầu tư lớn quay lại thì chuyện đó khác, bởi vì những nhà đầu tư nhỏ thường cái tiền của họ ít hơn và cái sự hung hăng, nhưng mà cái sự hung hăng của họ nhiều hơn, nhưng cái này nó chỉ tồn tại được trong ngắn hạn thôi. Một số những cái trang web và những cái phần ứng dụng về đầu tư khác như cái trang này thì khảo sát trên một nửa người dùng mới của họ có độ tuổi từ 34 trở xuống đó. Nhiều người đang ở nhà và có nhiều thời gian rỗi hơn, với lại nhiều người chẳng may bị mất việc và họ tìm kiếm những cơ hội mới. Các nhà đầu tư trẻ đang cố gắng bù đắp thu nhập và họ thực sự có hứng thú với những cổ phiếu đã giá rẻ sau đà lao dốc mạnh trước đó. Đó là đối với thế giới, còn Việt Nam thì chúng ta cũng thấy tương tự.
Đây chúng ta nhìn đây, đây là số lượng mở tài khoản mới tại Việt Nam tăng dù dù và chỉ mới giảm lại trong tháng 5, tháng 6 thì chưa có kết quả, thì tôi chưa có đưa lên trên biểu đồ được. Thì chúng ta nhìn thấy là trong năm 2020 thì số lượng mở tài khoản, ví dụ như là của thời điểm là cao nhất đi, thời điểm tháng 4, thì cái số lượng mở tài khoản thời điểm tháng 4 này là nó nhiều gấp gần 4 lần số lượng tài khoản mở hồi tháng Giêng, gấp đôi số lượng tài khoản mở hồi tháng 2 và phải hơn 15% số lượng tài khoản mở hồi tháng 3. Đó. Tuy nhiên thì thời điểm tháng 5 thì có xu hướng giảm trở lại, nhưng mà tổng từ đầu năm đến giờ nó cũng khoảng 130.000 tài khoản. Nhưng số liệu cho thấy là cái số lượng mở tài khoản nhiều nhất mà lại chủ yếu tập trung ở những nhà đầu tư cá nhân, còn những nhà đầu tư tổ chức thì rất là ít. Những nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư trẻ đó có số lượng, có tốc độ mở tài khoản và số lượng mở tài khoản là nhiều nhất trong vòng 2 năm qua. Nhưng những nhà đầu tư tổ chức và những nhà đầu tư nước ngoài thì lại có số lượng mở tài khoản thấp nhất trong 2 năm qua. Nên chúng ta thấy hai con số này ngược nhau đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhìn nè, đây là dòng tiền của các nhà đầu tư tổ chức trong nước đây. Cái đường màu cam là mua ròng, cái đường này là bán ròng nha các anh chị. Thì chúng ta còn cái đường màu đen có dấu chấm ở đây, đó là lũy kế, nghĩa là cộng dồn vô á, thì chúng ta nhìn thấy là khoảng 2 tháng 3 tháng đầu năm thì những nhà đầu tư tổ chức trong nước thì toàn mua bán sen kẽ, nhưng bắt đầu từ cuối tháng 3 trở đi là họ bán li lịa, từ giữa tháng 3 trở đi là họ bán li lịa, cho đến giờ, cho đến bây giờ tính lũy kế là họ vẫn bán nha. Các nhà đầu tư nước ngoài á, toàn cũng tương tự anh chị, họ cũng bán li lịa luôn. Đây chúng ta nhìn thấy nè. Đó. Thật ra thì có một cũng có 1-2 tuần gì đó họ mua, nhưng chủ yếu là họ mua tập trung ở một số mã cổ phiếu blue chip lớn, và nếu mà loại ra những mã này thì họ vẫn là người bán. Đó, nên tóm lại chúng ta thấy á, là thị trường vẫn tăng và vẫn có duy trì sức mạnh, tóm lại là nhờ những nhà đầu tư thiên niên kỷ F0 và nhờ dòng tiền, những cái gói giải cứu. Tuy nhiên những cái gói giải cứu đó ăn vào nền kinh tế lại rất là ít nha quý vị, ăn vào nền kinh tế rất là ít. Theo như tôi biết á, là cái số liệu mới nhất mới đọc báo thôi, đó là cái gói 16.000 tỷ cứu trợ tại Việt Nam, hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch vay gì đó anh chị, thì là cũng chưa có doanh nghiệp nào vay được hết cái gói đó. Nên chúng ta thấy là tiền đi vào nền kinh tế rất là ít, nhưng mà những cái tiền khác ở đây Việt Nam thì đỡ hơn. Cái số liệu tiểu đó là còn ít, chứ chúng ta thấy á, ví dụ ở nước ngoài chẳng hạn giống như là Mỹ đi, tiền trực khăn á, là cái tiền mà phát trực tiếp đến tay người tiêu dùng luôn á, do sở thuế vụ của Mỹ hối lại á, là $1,200 á, là rất nhiều những tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch hàng hóa được mở mới với số tiền đúng 1,200 luôn. Đó, nên chúng ta thấy á, những cái gói cứu trợ hiện nay đang làm tốt một việc duy nhất là hỗ trợ kinh tế được hay không á, thì chúng ta chứ đợi thời gian trả lời nha. Nhưng đã đẩy được chứng khoán, thậm chí là vàng và những sản phẩm đầu cơ tăng dù dù chung với dòng tiền của những nhà đầu tư F0 vốn không sợ gì hết. Cái từ F0 đó, cái từ không ở đây nó có rất nhiều ý nghĩa, ví dụ không tiền nè, không kiến thức nè, không kinh nghiệm, nhưng cũng đã có hay một cái từ nữa đó anh chị, đó chính là không sợ luôn. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nhiều anh chị nghe clip thì các anh chị có những cái trình độ tốt hơn, và chúng ta chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu nhiều hơn thì quý vị mới ngồi đây mất thời gian để mà chúng ta đi lắng nghe clip chứ đúng không ạ. Bởi thế nên chúng ta hãy hết sức là thận trọng. Chúng ta vẫn cứ vui, vẫn cứ đầu tư, nhưng mà phải thận trọng cho mình, và lưu ý rằng là ưu tiên cái việc giữ tiền.
trong đó tiền vẫn còn nằm trong túi của mình thì vẫn là tiền của mình, còn khi mà tiền đi ra khỏi túi nha các anh chị thì khả năng nguy hiểm nó sẽ nhiều hơn, nên chúng ta hạn chế cái việc tấn công mà tập trung cái việc phòng thủ nhiều. Những cái hương vụ đầu tư nào mà các anh chị cảm thấy chắc ăn quá thì hẳn quất, còn nếu mà những cái nào mà có độ chắc ăn thấp, hồi trước tôi nói ví dụ 5 ăn 5 thua là chúng ta chơi được đi, thì theo tôi hiện nay chắc phải 90% là có khả năng ăn thì chúng ta mới nên tham gia. Đó là phần trình bày của tôi, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.